Vâng, xin chào anh em nhé. Nay Yên Bonsai đang có mặt bên nhà anh Hạnh ở bên Quế Võ. Mấy anh em hôm nay là ngồi câu chuyện vui vẻ rồi. Sẽ có những cái hình ảnh nó vui hơn mọi thường ngày anh em nhé. Đấy. Có một số cây đơn giản để giới thiệu anh em xem. Đây đầu tiên là một cái phôi xanh. Đấy. Đây anh em nhé. Đây lão tứ bonsai. Đây đầu tiên cuốn video nhà. Ít hay nhiều tiền nó không quan trọng, quan trọng là anh em mình xem phôi để ngắm để đam mê thôi. Đấy. Đây một cái phôi lắm điển anh em nhé. Nói chung là mà ông để lại cho cây này. Dù là ông ấy nhất quyết không để. Cây nhiều tiền không? Đây là tôi quay cho anh em xem cái phôi lam biển này. Đấy, gọi anh Hạnh ra, gọi anh Hạnh ra đi. Cắt đi. 1-1. Dạ. Gọi ra đi xem nào. Đấy con này cắt cái bên nào anh cho nó anh. Cây này cái tầm này được. Em ý của em là như này. Đấy, phôi này để em anh em nuôi phải nhiều năm nữa. Nó là ruộng lên thôi anh em nhé. Sau nhiều năm cút chậu nó sẽ khác. Đấy còn phôi xi này. Thôi cái này nó có độ quả, có độ hay của nó ấy. Anh anh Hạnh ơi, nó xem ấy, lão tứ bảo câu chuyện gì thì thầm xem này, có cái gì mà căng. Đây anh em nha, là câu chuyện hôm nay vui vẻ, anh em ngồi nhau vui vẻ rồi. Nói chung cái phôi này về anh em lấy về còn phải chăn nuôi, còn phải nuôi thôi. Đấy, ý tưởng của tôi là tôi làm luôn cục này chơi thì thế này. Tôi không để như này. Đấy, nếu mà để như này nó có rồi. Tôi bảo rồi làm luôn cục này chơi. Làm đây có chân hết rồi, bẻ hết rồi. Vẫn đứng lên xong. Mỗi người không, tôi bảo thế mà. Nhưng mà ý là anh còn mỗi người nó, anh cũng để luôn kiểu này nó quá. Bán khó là chuyện. Nguyên ôm với cậu. Nhưng mà anh Hạnh ơi. Để ra xem con này thế nào. Xem tình hình như nào. Khai Xuân đi. Con này thật ra là chỉ có nếu mà khai Xuân thì cái này thì không làm khai. Thật ra là cứ à thôi. Anh ạ, đại ca. Cái này muốn giữ để căng anh em mình làm cho nó. Thứ lắm bảo rồi, xong nó phèng đây này. Đấy, đúng rồi này. Nếu phèng đây thì manh động lắm. Anh ạ. Anh ạ. Anh bắt tay em anh chuẩn nhá. Con này kiểu như con sư tử ấy. Chuẩn luôn. Thế nhưng mà bây giờ bạn Tứ bạn thích xem anh giải quyết thằng em thế nào xem. Đam mê. Hả? Thực sự đam mê. Không, nói thật anh em là cây này nó cũng ít tiền, không nhiều tiền đâu. Ít tiền, ít tiền. Không để được cây to. Em muốn tu cộng mà. Anh cứ cho cái giá đi. Ông, nhà con này không, đây giới thiệu anh em đây là anh Hạnh nhé. Muốn để làm một tác phẩm nó để đời. Để đời. Có thật sự đấy. Con này là thật sự tâm huyết tôi muốn làm. Nhiều năm nữa thì nó sẽ nhưng bây giờ thì chưa giao lưu được không? Chuẩn. Chưa giao lưu. Không giao lưu. Thế mình thì thôi không cũng không nói biết nói chuyện. Không, thế mình mỗi người cố một tí đi. À chưa giao lưu gì? Chưa giao lưu. Tưởng là nếu mà gì đó đi thì cố một tí đi. Bắt anh toàn mà cố đi. Em mua đấy, thì em tưởng đấy, anh em chưa giao lưu anh em nhé. Nó rẻ tiền thôi anh em, nó không đắt đâu. Thế nhưng mà ý là mới mang về đã bảo rồi. Đây, con này của Khánh Trắc đây. Tây Môn Khánh. Con này bọn, con này nhiều tiền không anh? Con này thật ra là lấy vào đó gần 50 rồi. Con này sau nhiều năm thông chậu bây giờ nhiều tiền đấy nhỉ. Đấy, vừa tôi quay rồi con này anh em nhé. Đấy còn
Anh Hạnh xem để cho Tứ con cây kia kìa. Đấy. Em quay ra. Em mình sai mà. Có để cho Tứ đi. Ôi nổ 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 cái nào thì nổ nhưng mà nổ. Đây còn một số cây xanh Nam Việt anh em nhé. Nổ đi. Không bán, anh em không bán. Đây con này một cây Nam Điển rất sạch anh em nhé. Em thích cái đấy. Em bán luôn. Nhiều thì em kể anh mang về mua cho. Cây rất sạch. Răm bây giờ hình như là làm thăm, gần như là xăm răm san hô rồi anh em nhé. Anh xem lập bao nhiêu lập? Cái gì? Lão này hả? Không cầm khi cũng quay bằng tay luôn. Tiếp theo là một cái. Cái gì đây? Cái gì? Đâu? Cái gì? Đâu? Giao lưu với chú Hoàng, cái dưới này. Chú Hoàng! Anh đứng ở kia. Anh Hoàng! Anh bỏ cái này ra, bỏ cái này ra. Bỏ ra! Này, có giao dịch đầu năm. Cẩn thận đổ không anh? Đây anh em nhá. Cái con này nó thích chim tuổi mà. Mạnh nè. Mới vào được có 15 phút thôi. Đấy. Cái này hai bác giao lưu bao tiền nhỉ? Em công khai phát được. Bí mật à? 13 triệu. 13 triệu đúng không? Rồi. Nhưng mà hai bác cười đây, cười tươi tươi vào. Tươi lên. Nào, nhìn vào đây nhá. Năm mới chúc tất cả các anh em làm cây vạn sự như ý nhá. Ok anh. Đây. Rồi, có ảnh rồi. Anh em nhà tớ dễ lắm. Đấy, một cái này một tác phẩm ruối trực đúng không? Nhưng con này có cái rễ trông hành quái anh nhỉ? Con này trông nó kiểu. Một kệ cứ để này nào. Cái lồng tòng. Ồ, nói chung là hơn tầm 10 triệu một tí, một tác phẩm ruối như này khá ok rồi anh em nhé. 13 rồi lại còn hơn 10 triệu, nó chốt công khai rồi. Thì gọi là hơn 10 triệu. Anh bảo bây giờ một tác phẩm ruối làm lâu lắm. Đây. Thôi thì anh Hạnh thì thôi đằng nào cũng lỗ rồi, lỗ luôn cho thằng Tứ đâu ấy nhỉ. Anh Hoàng không thích à? Tuyệt vời quá, đầu xuân năm mới anh có giao dịch. Anh đi đâu anh mau lắm. Em đi đâu em bốc luôn. Đấy là thúc đẩy những cái tình cảm. Em đi chơi này em thôi đi. Anh Hạnh để cho Tứ cây hả? Hạnh chưa? Hạnh chưa? Xuân năm mới để cho em Tứ. Để cho Tứ cây đi xem nào. Tứ ơi, cố tí. Bắt trước anh Toàn bảo cố tí. Sao? Anh Toàn bảo anh Quốc Anh ấy, bảo cố tí. Anh em đã thích rồi, anh bớt em cố. Em cố bớt. Đứng dậy cho nào. Em cố anh bớt. Thôi thôi từ từ đi thôi. Cố tí anh em mình sẽ nó chơi xong. Ôi trời này. Đầu xuân nó bị rực rỡ. Đấy anh ơi, nó lăn lông lông ấy. Khánh ấy. Tôi chết rồi. Ừ đấy. Đấy cố tí. Anh em nhá. Cố làm tên. Đây là một con. Cố khác đúng không? Em nhìn em biết của anh. Đây gọi là xanh hạt. Đúng rồi. Em nhìn em biết là của anh Lộc. Cái lối cây em biết. Mình đi đâu thích có kỷ niệm. Đấy, cảm ơn cả anh em nhá.